Hi, xin chào mọi người. Trong video này, em sẽ nói với mọi người một cái cách rất là hay để mà mình kiểm tra xem là cái tổ chức của mình đang sử dụng là có bao nhiêu người đang dùng và những cái người đó là những cái người nào và những cái domain nào đã được add vào cái tổ chức của mình. Thì khi mà mình mua một cái tài khoản online á, mình sẽ không thể nào biết được là cái người bán này bán cho mình có bán bao nhiêu người khác hay không, bán bao nhiêu người khác. Rồi họ đã add những cái domain nào vô cái tài khoản admin Office 365 của họ. Thì với một cái thủ thuật này á, mọi người có thể sẽ dễ dàng kiểm tra được và biết được là mình đang sử dụng chung với bao nhiêu người trên một cái tổ chức như vậy, và cái tổ chức này đã add bao nhiêu domain, đã làm gì ở trên đó. Thì không cần nhất thiết mình phải là admin mình mới có thể kiểm tra được, và ngay cả mình là user bình thường, mình mua một cái ad bình thường mình cũng có thể kiểm tra được. Thì từ đó mình có thể biết được là cái tài khoản của mình như vậy nó có chất lượng hay không, nó có đáng tin cậy để mà mình có thể lưu trữ dữ liệu lâu dài hay không. Tại vì gần đây rất là nhiều trường hợp bị là do cái người quản trị họ add quá nhiều domain vào cái tổ chức của họ, hoặc là họ bán lẻ ra, họ bán rất là nhiều và cái lượng người dùng sử dụng chung nhiều như vậy á, nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái tài khoản chung của mình. Ok, thì để kiểm tra mình sẽ bắt đầu mình lên Google, mình sẽ tìm với giúp em cái từ khóa là Azure. Đây. Rồi, mình sẽ vào cái trang đầu tiên. À không, cái trang thứ hai ở dưới này. Đây. add.portable.azure nè. Ở cái đây á thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản thông thường của mình, không cần phải là admin. Tài khoản mà mình được cấp. Sau khi mà mình đăng nhập xong á, thì mình sẽ thấy được cái tổ chức của mình ở đây. Mình sẽ chọn vào cái tổ chức của mình. Ở tổ chức này của mình thì mình sẽ chọn qua phần là user. Nó sẽ hiện ra cho mình biết là hiện tại cái tổ chức của mình đang có bao nhiêu user. Ví dụ như là trường hợp cái tổ chức này em đang tạo ra thì nó đang có 63 người dùng đó. Và mình biết được là cái tổ chức này tổng cộng hiện tại bây giờ nó đang có 63 người rồi, và mình là một trong 63 người đó. Nếu mà trường hợp là 500 người hay là 1.000 người hay 2.000 người thì cái tài khoản của mình sẽ rất là rủi ro, và cái lượng người dùng chung càng nhiều thì nó sẽ càng rủi ro. Và mình cũng biết được là cái tài khoản của họ, họ đang sử dụng cái tên miền gì. Ví dụ như nick này tên miền gì, nick này tên miền gì đó. Để biết mà chính xác hơn thì mình sẽ qua phần, mình sẽ quay ngược trở lại. Sau khi quay ngược trở lại á, mình sẽ xuống cái tab là Azure AD Connect. Good Term Domain Name nè. Đó. Thì mình sẽ biết được là cái tổ chức này họ đã add bao nhiêu cái domain vào và những cái domain đó là gì. Hoặc là mình cũng có thể biết được là ở trong này là bao nhiêu cái công ty hay là bao nhiêu cái tổ chức đang sử dụng chung với cái tài khoản của mình. Ngay cả cái việc mà người quản trị họ xóa người dùng đi thì mình cũng sẽ coi được ở trong này là cái người dùng nào gần đây được tạo, cái người dùng nào gần đây được xóa. Và cái này giống như là một cái lỗ hổng của Microsoft vậy. Tại vì mình đáng lý mình là cái người user bình thường, mình sẽ không có nên có cái quyền để mà xem những cái thông tin này. Nhưng mà thật sự là mọi người vẫn có thể vào đây và mọi người vẫn có thể truy cập vào xem được hết các thông tin trong cái tổ chức này. Ok, đó là cái cách mà chúng ta có thể biết được là tổ chức của mình hiện tại có tổng bao nhiêu người dùng và có những cái domain nào đã được add vô, và cái tổ chức này nó đang được cái người quản trị đó họ phân bổ cái nguồn tài nguyên và họ xử lý cái nguồn tài nguyên này như thế nào. Và mình cũng có thể biết được là cái tổ chức này như vậy thì mình có nên lưu trữ dữ liệu của mình an toàn hay không. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.